Xin chào tất cả các bạn. Trên TV đang là một chiếc máy đọc sách Booklet 2. Hôm nay mình sẽ thực hiện clip này để hướng dẫn các bạn cách các bạn có thể tải một quyển sách, sau đó thực hiện cái thao tác đọc như thế nào cho nó chuẩn và đúng nhá. Đấy, thì một cái máy đọc sách này nó sẽ hỗ trợ tối đa cho chúng ta, cho người dùng chúng ta một cái trải nghiệm tốt nhất về việc đọc sách. Đó, thì rất là dễ dàng thôi để thực hiện được. Các bạn sẽ thực hiện như giống như sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở nguồn thiết bị này lên. Đấy. Sau khi mở nguồn lên thì các bạn cần phải kết nối mạng cho thiết bị. Đó, và vào phần Wi-Fi như thế này. Và kết nối mạng nhá, một cách bình thường như các bạn thực hiện trên điện thoại iPhone thôi hay là các điện thoại các bạn đang sử dụng. Đấy, và các bạn sẽ kết nối vào. Ok. Quay trở lại, sau đó các bạn sẽ vào một cái ứng dụng kho như thế này. Đấy. À, máy đọc sách thì nó cũng sẽ có rất là đơn giản, nó sẽ không có nhiều những cái tab, tùy chọn lắm, mà các bạn chỉ cần nhìn để ý bên dưới này, nó sẽ có những cái thanh tùy chọn như thế này. Bạn sẽ vào kho sách ở giữa. Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều sách nhá. Ví dụ các bạn muốn tìm nội dung gì các bạn chỉ cần kích vào đây. Đấy. Thì chúng ta sẽ tìm ví dụ như kinh doanh chẳng hạn. Đấy, thì nó sẽ đưa ra một loạt tất cả những quyển sách về kinh doanh có sẵn trên store. Ở đây chúng ta sẽ có là 57 quyển sách. Đấy, ví dụ chúng ta sẽ chọn một quyển sách bất kỳ như thế này. Đó, và bấm tải xuống bạn đầy đủ nhá. Rồi, và ấn đọc bây giờ. Đấy, chẳng hạn như thế. Thì như vậy là các bạn đã thành công tải một quyển sách về và sau đó các bạn sẽ đọc. Và các bạn chỉ việc bấm cái nút bên trái như thế này. Đấy, lên xuống để chuyển qua các trang. Còn đối với trường hợp mà nó không có nút bấm lên xuống, các bạn sẽ vuốt. Đấy, vuốt như thế này là được. Đấy. Còn để tùy chỉnh thêm những cái tính năng tối ưu và sâu hơn thì chúng ta sẽ có chữ A ở đây. Đấy, để điều chỉnh kích thước phông chữ đây. Đấy, các bạn sẽ có cho thể cho cỡ chữ cao lên, đấy, nhỏ đi. Đấy, hay là cỡ chữ đậm hơn. Đấy, các bạn có thể điều chỉnh ở đây. Đấy, hay là cái chữ nó dài cao hơn thì bạn điều chỉnh nhé, như vậy. Đó. Ok, thì đấy là về cái phông chữ. Back lại thì chúng ta sẽ có một cái mục là tiến trình ở đây. Mục tiến trình này thì nó sẽ tự động nó load những nội dung ở trên cái trang sách này và các bạn chỉ cần bấm play là nó sẽ động tự động nó chạy và nó sẽ đọc. Đấy, nó sẽ load nhá. Các bạn sẽ chờ cho nó load hết toàn bộ đã. Đấy. Nó load hết toàn bộ thì nó mới có thể đọc được. Đấy. Và các bạn phải bấm vào hình tai nghe này để bắt đầu cho nó nghe. Đấy, ở đây thì chúng ta sẽ chỉnh được cái thời gian đọc là bao nhiêu lâu này, âm lượng. Đấy, âm lượng ở đây thì nó đang đọc như thế này rồi. Đấy, nó sẽ đọc theo những cái chữ bối đen như thế này. Ở đây thì mình tắt tiếng đi rồi. Và chúng ta sẽ có một cái tốc độ đọc nhanh hay chậm. Đấy. Thì đọc bằng lời nói của Google tiếng Việt nên rất là ok. Đấy. Các bạn thấy nghe. Đó. Đấy, các bạn nghe thấy như thế. Đấy. Thì nó đọc đến đâu thì nó sẽ bôi đen đến đấy nên nó rất là tiện cho chúng ta trong cái quá trình mà sử dụng. Các bạn có thể đọc rảnh tay. Đấy. Thì đấy là những cái tính năng cơ bản. Ví dụ như các bạn tải về rồi vào kho ứng dụng của mình. Đấy. Khi các bạn tải về thì nó sẽ vào trong cái mục thư viện đầu tiên như thế này luôn, hoặc là các bạn sẽ vào trong mục folder này. Đấy. Mục tài liệu tải về thì nó sẽ nằm trong này. Đó, toàn bộ những cái sách mà các bạn tải về nó sẽ nằm trong này và các bạn chọn vào quyển nào thì chúng ta sẽ sử dụng quyển đó. Đấy, thì đấy rất là dễ dàng để các bạn có thể thực hiện được một cái cách các bạn có thể đọc một quyển sách trên một cái máy đọc sách chuyên nghiệp. Đó, cụ thể ở đây của mình đang là chiếc máy Booklet 2. Đấy, các bạn có thể vào trong Prism để tham khảo thêm clip khác nhá. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.